cầm dao đi quan Phùng đó, Phùng nó mừng quá trời. Ờ, anh đi chơi solo guitar thì anh học, anh học đàn khách xuất cái cổ điển á. Cổ điển này hả? Có, chứ học anh về đây lâu chưa? Anh về đây lâu chưa? Chú về đây, chú ở chợ á. Còn đây mới 5 năm mà chú ở chợ đây. Thấy cái hình thấy khác. Khác thì không biết rồi. Dạ liền. Ờ, tới giờ đẹp trai nè. Rồi đẹp trai kinh khủng quá. Thằng gái. Tay phải quá. Con chụp hình ông, con chụp cái lấy cái hình này lại học đàn. Bây giờ ông nội con. Chưa đẹp với ba ông. Mấy năm rồi? 57. 56 là 57. 56 năm. 61, 62, 63, ông nội làm chi với cộng sĩ nè. Chú sĩ nè. Cái bà đám cưới 64 là bà con, bây giờ 55 tuổi rồi.